Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, thì tiếp tục chương trình thượng ban ngôi thờ cúng cho nhà của đồng đạo. Thì hôm nay Đệ Tú đến đây là thuộc về ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, để thượng ngôi thờ cúng cho nhà của Quân Vũ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thượng trang xong rồi ngôi Tam Bảo, tức là Trần Già, và sẽ tới Lục Tự, Di Đà, rồi mới tới chân dung Đức Thầy, sau đó tới Cửu Quyền Tổ. Chờ chúng ta xuống lấy nha. Đây là miếng Trần Già nghe quý vị. Thượng xong đi cái đầu mình lấy lời lao, mình lao cái một à, tại đó nó bụi dính chứ không có gì. À, anh bắt mốt ăn lờ đi. Ốc gì? Ốc nhỏ hay ốc dài? Ốc này nữa chứ. Còn không thì bắt ốc ăn lờ. Mà ốc đó đi đặng chút nữa đặng thượng cho tấm Nam Mô A Di Đà Phật lên. Hả? Đây. Bắn xong rồi anh đẩy chân sát vô đi cho nó chịu xuống dưới luôn, là khỏi đẩy sát vô luôn, thở mạnh vô luôn, sát luôn, sát chưa? Rồi ha, rồi bắt đầu tới tấm Nam Mô A Di Đà Phật tự đi. Đây tấm Nam Mô A Di Đà Phật nghe cái gì rất là đẹp luôn, nền đỏ chữ vàng. Này đo đi, lấy mực. Dạ. Nên chữ nổi rất là đẹp. Cái này khỏi phai. Ừ. Cục dấu được, cục dấu gì chị? Cho hai có gì chị cho hai cậu này. Cái gì chị? Cái gì chị khó. Bây giờ coi đứng coi nó. Qua đây. Qua chút đi. Nữa. Chút nữa. Chút nữa đi. Bây giờ lấy cái thước đo mới chuẩn. Đây là thuận miếng Trần Già và tấm Lục Tự Di Đà nghe quý vị. Tắc chính rồi. Rồi anh phân nữa, qua nay phân nữa là được rồi. Hai tắc đi, đó bên đó anh đụng đúng hai tắc đi. Rồi móc bên đây coi. Rồi, coi. Okay. Xong. Rất đẹp nha quý vị ơi. Nè, tấm Tam Bảo và tấm Nam Mô A Di Đà Phật đã xong rồi nè. Giờ còn bắt cái tấm Nam Mô A Di Đà Phật cho dính vô cái nữa là bắt đầu thượng hai chân dung Đức Thầy. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, kính thưa quý vị, đây là miếng Lục Tự Di Đà nha. Rất là đẹp. Đây đang bắn cái lê bê vô đó đang bắn thêm con ốc đó nữa là coi như là nó cứng khừ. Giờ ra bắn vô cái nữa là dính cứng ngắc hay cái cái gì cũng uống nước lạnh đây, rửa ngọt ở trong nhà có sẵn luôn.
Em ơi, tôi chú lấy đi lấy bán chưa mấy này con máu cục kia chứ chị được ha. Sao không cho xuống? Sao không cho đi xuống? Thì cái nuôi gì đây là Chị Nhung với thầy đã thượng một bên xong rồi nha. Rồi tiếp tục nữa là Chị Nhung kế bên. Bây giờ đưa Chị Nhung thầy lên đó bình thường tiếp tục Chị Nhung kế bên nha. Đây là Chị Nhung với thầy hình đề mi. Bên đây là hình Chị Nhung với thầy hình đứng nha. Hình đứng nhà một cái giỏi. À, ngôi tam bảo đã thượng lên xong nè. Đó, hình tiếp tục là hình Chị Nhung với thầy là hình đề mi. Rất là đẹp, nó đi sáng rất là đẹp. Cái thầy trong rất là trong luôn. Rồi thay ấy đi. Rồi để mình phan tích. Rồi kính thưa quý vị, đây là Chị Nhung đức thầy Đề Mi nha. Đang bắn ốc chèo. Chịu ở trong nữa thôi, chạy lấy ốc chèo. Hình sáng trong rất là đẹp luôn. Hình này là dán đề can nha, chứ không phải hình vi tính nha. Mà đẹp gì đó quý vị. Đúng không? Đúng hết rồi. Không, vậy là đang bắn trong cái đi. Bắn bên đó, móc kêu ra bên này vậy cái đi. Thì bây giờ đây khoan cái tường đang bắn thêm một cái con tắc kê vô ở dưới đường chiều. Đây là được tấm tam bảo Nam Mô A Di Đà Phật. Thượng miếng của quyền định nó là xong. Rồi nghe kính thưa quý vị, thì trang Phật giờ đây đã tóm tắt hai Chị Nhung với thầy và tấm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật đã xong. Tiếp theo là thượng ngôi của quyền. Bây giờ mời chúng ta theo dõi anh em đang chuẩn bị thượng ngôi của quyền lên nghe quý vị. Rồi. Đây kính thưa quý vị, thì vừa qua chúng ta đã phan một cái móc L đã xong. Tiếp tục sẽ phan cái móc thứ hai. Đây là không nội nha. Cháu của ông chú đồng đạo mượn thượng trang thì anh em đang khoan tường và đang bắt miếng của quyền nữa là xong nha. Rồi đã khoan xong, giờ đây đã khoan cái lỗ tắc kê đã xong, giờ gắn miếng tắc kê vô nha, đóng vô rồi mình gác miếng của quyền lên. Thôi Nam Mô A Di Đà Phật, đã bắt một bên tấm của quyền xong nha. Còn bắt thêm một bên nữa là xong miếng tranh của quyền. Là cái khâu mà thượng trang. Anh đã dở lên hết ốc rồi đây.
ăn chùa hay đâu ạ? Rồi. Đây còn bắt thêm một con ốc nữa là cái câu thượng trang là đã xong rồi nha. Nó chưa có lỗ cho nên là quên nó quên nó quên nó bắn trở lại cái mũi ấy á, xe cái đầu đầu không đầu 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 trong này, đầu trong này đầu trong rồi không đầu này nè, bắn đầu này nè, đó nữa cái nữa rồi hết rồi đó đó đó, đó. Nãy về chế độ phân thường. Thôi lấy con khác đi, lấy con khác đi, con nói chơi chơi đầu rồi nè. Rồi con nói nữa là ok đó, xong đó. Rồi, xong ha, cứng ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì chương trình thượng trang của mấy anh em giờ đây đã xong. Tấm Nam Mô A Di Đà Phật, một tấm tam bảo, hai chân dung Đức Thầy, một tấm hình Đức Thầy đứng nhà ký giỏi và tấm hình đề mi. Bên cạnh đó thì thêm một miếng tranh của Quyền Thất Tổ. Đây đã thượng lên tôm tắt, rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Thượng trang cho nhà của Minh Vũ nha, đây là sư huynh chủ nhà nha. Thì thượng trang xong anh thấy sao anh Vũ? Đẹp. Đẹp ha, em ha. Đẹp. Rồi thượng trang xong thì mong chúc gia đình làm ăn phát đạt, tu hành tinh tấn, có tiền làm phước làm từ thiện giúp đời cho xã hội, đem lại phước lợi chung cho toàn thể chúng sanh. Vậy là cái lòng của Đức Thầy dù ở nơi cảnh giới nào, Đức Thầy cũng hướng về nơi những tín đồ có cái tâm là hướng thiện để làm tất cả các việc từ thiện để chúng ta phát huy được tinh thần vì đạo pháp, vì dân tộc. Rồi chương trình quay thượng trang tam bảo của Quyền đã xong. Kính chúc tất cả mọi người coi chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc quý đồng đạo chúng ta luôn tu hành tinh tấn nha. Đệ Tú xin kính chào và hẹn gặp lại những chương trình sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Đệ Tú xin kính chào quý vị nha.